Xin chào tất cả các em. Có lẽ là khi bắt đầu với mỗi chương, đặc biệt là kiến thức liên quan đến lớp 11, các em gặp quá nhiều khó khăn. Bởi vì cần có một cái sự liên kết giữa kiến thức đã học từ lớp dưới với kiến thức ở lớp trên. Thể theo nguyện vọng của một số bạn là muốn thầy hệ thống lại những cái kiến thức ở lớp dưới mà còn phát triển lên lớp trên. Thì sau mỗi chương thầy sẽ giúp cho chúng ta hệ thống điều này. Thứ nhất, kiến thức về mặt vật lý. Thứ hai, công cụ toán học cần sử dụng ở đây là gì để học tốt cả cái chương này. Thì với mỗi chương thầy đều làm điều đó. Và hôm nay thầy giúp chúng ta hệ thống lại những kiến thức giúp học tốt chương 1 điện tích điện trường. Thứ nhất, về mặt vật lý. Thứ hai, về công cụ toán học. Trước tiên, chúng ta sẽ nhắc đến các kiến thức về vật lý cái đã. Kiến thức vật lý này là từ lớp dưới. Từ lớp dưới tức là từ lớp 10 trở về phía trước nhá. Từ các lớp. Lớp dưới. Thế thì thầy sẽ hình dung ra cho chúng ta từ từng bài một để xem là vậy cái kiến thức liên quan về mặt vật lý hoặc là tư duy vật lý dùng ở đây là gì để phát triển tiếp các kiến thức của lớp 11. Kiến thức đầu tiên chúng ta phải nói để chúng ta học bài đầu tiên đó chính là lực, khái niệm về lực. Lực. Lực thì là một đại lượng đặc trưng cho tác dụng kéo hoặc đẩy của vật này lên vật khác. Ký hiệu là F và đơn vị là Newton và nó là một đại lượng vector và đo bằng lực kế. Đấy là ý đầu tiên. Thế lát nữa thầy sẽ nói đến vì đại lượng vector cho nên công cụ toán học sử dụng bổ sung ở đây là gì để chúng ta có thể xử lý được tất cả các dạng bài tập có liên quan. Lực xong rồi nhỉ? Gì nữa nhỉ? Để hiểu về cái nội dung của cái bài đầu tiên định luật Coulomb thì chắc chắn chúng ta cũng có cái nền tảng về kiến thức về điện tích đúng không? Chúng ta sẽ hiểu đơn giản về điện tích. Đó, điện tích bản chất của nó là một thuộc tính của vật chất. Trong một vật có hai thuộc tính. Hai thuộc tính mà chúng ta được biết, thuộc tính thứ nhất liên quan đến mức quán tính. Hay nói cách khác là đo bằng số đo khối lượng, đúng không? Thứ hai là điện tích, đúng không? Ký hiệu của nó là Q, đơn vị là Coulomb. Điện tích thì chúng ta chỉ nhớ cho thầy, lớp dưới đã nói rồi là có hai loại điện tích tồn tại trong tự nhiên, đúng không? Đó là điện tích dương. Điện tích dương và điện tích âm. Đó. Rồi lên lớp 11 chúng ta học thêm những cái khái niệm về điện tích điểm. Rồi vì chúng tương tác với nhau là hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau, khác dấu thì hút nhau, đúng không? Kiến thức lớp dưới đấy. Cùng dấu đẩy nhau, khác dấu hút nhau. Từ cái việc cùng dấu đẩy nhau, khác dấu hút nhau ta có thể xác định được cái phương và chiều cũng như là điểm đặt của lực tương tác giữa các điện tích này. Là cơ sở để học bài đầu tiên. Tiếp theo, để chúng ta học các bài thứ hai thì kiến thức cần nhắc ở đây nữa là đã học từ lớp 7, đó là sơ lược cấu tạo nguyên tử. Sơ lược cấu tạo nguyên tử. Ta học ở lớp dưới thì người ta bảo là một hạt nhân được cấu tạo gồm có điện tích dương
tập trung ở tâm hạt nhân mang định tiết dương, và xung quanh của nó chuyển động bởi các electron mang điện tích âm, chuyển động với các quỹ đạo khác nhau tạo thành lớp vỏ nguyên tử. Đúng không? Electron này có thể di chuyển từ vật này sang vật khác, hoặc từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Cớ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích trong cái bài toán số 2, cái bài số 2 khi chúng ta học vật lý lớp 11 chương đầu. Và qua đó chúng ta cũng hiểu hơn về thuyết electron này, còn hiểu hơn về gì? Hiểu hơn về các cách nhiễm điện trong một vật, cọ sát, hưởng ứng, rồi là tiếp xúc, ba cái cách đó giải thích rất dễ dàng. Đó, thế thì sơ lược cấu tạo nguyên tử ở lớp dưới cũng phải nhớ. Khi đã hiểu rồi thì chúng ta kết hợp thêm cái kiến thức của lớp 11, đó là gì? Đó là cấu tạo của hạt nhân. Proton, neutron là ngon lành. Khối lượng như thế nào, điện tích ra sao, đúng không? Tiếp tục đến bài số 3 thì ta lại phải sử dụng thêm một số cái kiến thức tiếp theo. Bài 2 là liên quan đến định luật bảo toàn điện tích, thuyết electron. Thuyết electron, định luật bảo toàn điện tích. Đó, bài số 3 thì không sử dụng gì đến kiến thức cũ cả. Nó liên quan đến cường độ điện trường là một khái niệm mới. Một khái niệm mới, đường sức điện vân vân là khái niệm mới. Nhưng tiếp tục đến bài số 4 liên quan đến công của lực điện thì chúng ta phải nhớ thêm cho thầy cái công thức tính công. A bằng F nhân S nhân cos alpha. Trong đó alpha là góc hợp bởi hướng của lực và hướng dịch chuyển S. Đó, nhớ lại công thức này. Từ đó ta sẽ hình thành được cái công thức tính công của lực điện một cách dễ dàng. Một cách dễ dàng. Thầy có thể vẽ lại để xác minh cái alpha này. Một vật dịch chuyển này, lực hợp theo cái hướng dịch chuyển. Giả sử hướng dịch chuyển từ trái qua phải, góc này là góc alpha, lực là lực F. Đó, đây là hướng dịch chuyển S. Vậy A, F, S, cos alpha. A có đơn vị là joule, đúng không? Một kiến thức nữa, chúng ta mặc dù không sử dụng nhiều đến cái cũ, nhưng chúng ta phải biết qua một chút về dụng cụ đo và đơn vị đo. Dụng cụ đo, đơn vị đo, đó chính là dụng cụ đo hiệu điện thế. Hiệu điện thế. Thế thì ở lớp dưới chúng ta chỉ quan tâm đến để đo hiệu điện thế sử dụng gì? Vôn kế, đúng không? Mắc song song này, vôn kế này, mắc song song, và đơn vị của nó là vôn, ký hiệu là U, ký hiệu là U, đơn vị là vôn. Và ý thứ hai cần nhớ là đo bằng bằng vôn kế. Đo bằng vôn kế. Đó. Còn tiếp tục ở lớp 11 chúng ta học kỹ hơn về khái niệm điện thế, từ đó suy ra khái niệm hiệu điện thế. Đó. Tiếp tục kiến thức tiếp theo có liên quan một phần thôi. Để chúng ta học bài tiếp theo, bài số 5 là liên quan điện thế, hiệu điện thế. Thì bài tiếp theo nói về tụ điện. Thực ra là chúng ta sử dụng thêm cái kiến thức để làm bài nâng cao hơn thôi. Kiến thức để làm bài nâng cao hơn. Đó là các bài liên quan đến chuyển động của electron trong điện trường. Thì nhớ cho thầy cái định luật 2 Newton. Là F bằng MA. F là hợp lực tác dụng lên vật, A là gia tốc. Đây, với cái kiến thức này chúng ta sử dụng với các bài toán nâng cao. Bài toán nâng cao là ta xét sự chuyển động của các điện tích trong điện trường. Đó, thế thì đây là toàn bộ kiến thức từ lớp dưới có thể sử dụng để tư duy kiến thức tiếp theo của chương 1 điện tích điện trường. Bây giờ thầy cùng trao đổi các vấn đề thứ hai là công cụ toán học cần dùng trong cái chương này là công cụ nào.
chúng ta cùng tiếp tục sang phần 2 La Mã. Thầy tiếp tục sang phần 2 La Mã. Một số công cụ toán học. Yếu tố đầu tiên không được phép quên, đó là đổi đơn vị để trở về đơn vị chuẩn thì chúng ta mới tính toán được số liệu chính xác. Một, quy đổi đơn vị. Quy đổi đơn vị là gì? À, quy đổi đơn vị thì có những cái gọi là các ký hiệu ứng với cái ước hay là bội của một đơn vị nào đó. Có các ký hiệu là m lớn thì ứng với giá trị là 10 mũ 6. Thầy lấy ví dụ 2 megawatt thì sẽ bằng 2 nhân 10 mũ 6 watt. Chữ m lớn là triệu, million, 1 triệu ứng với 10 mũ 6. Phải đổi về đơn vị chuẩn của công suất là watt thì chúng ta mới tính toán được chính xác. Nhỏ hơn triệu, tức là họ nhỏ hơn mega, cái này đọc là mega nhé, mega, nhỏ hơn mega là kilo, kilo dùng nhiều lắm đúng không, là chữ k nhỏ ứng với 10 mũ 3. 1 kg bằng 1.000 gram, 1 kV bằng 1.000 V, hoặc chúng ta hay bảo là bánh mì này 12k, 12.000 đấy, 10 mũ 3 mà. Đó, nhỏ hơn nữa, đây là các bội, còn ước thì là nhỏ hơn, còn sau khi k thì nó trở về giá trị bình thường. Nhỏ hơn là m, m là mili, mili là 10 mũ trừ 3, tức là 1 phần 1.000 đúng không? 1 mm bằng 1 phần 1.000 mét, đó. 1 milivol bằng 1 phần 1.000 vôn. Tiếp nhỏ hơn mili là chữ m bên nhánh trái dài, nhánh phải là ngắn, người ta đọc là micro. Micro là 10 mũ trừ 6. Nhỏ hơn micro là chữ n nhỏ, đọc là nano. Nano 10 mũ trừ 9. Và đại lượng nhỏ hơn một chút nữa, ít khi sử dụng nhưng có, đó là chữ p, đọc là pico, bằng 10 mũ trừ 12. Cái này hay sử dụng đối với điện dung của tủ điện, picofarad. Đó, đấy là quy đổi đơn vị. Cứ nhìn thấy chữ micro là ứng với 10 mũ 6. Đó, trước tiên là quy đổi đơn vị đã. Còn gì nữa không? Trước khi nói đến cái yếu tố thứ hai về công cụ toán học, thì thầy ở cái phần kiến thức vật lý, thầy không nhắc đến thêm một số cái lực mà thông thường chúng ta hay dùng trong cuộc sống hàng ngày ai cũng nhớ ấy. Đó là trọng lực ấy, thì đôi khi cũng có sử dụng trọng lực P bằng mg thì chắc là các em biết, đôi khi bài toán cân bằng với lực thì có đúng không. Thầy tiếp tục, vì lực, hầu hết chúng ta học các đại lượng vectơ, lực này, cường độ điện trường này, thì nó là đại lượng vectơ, mà là đại lượng vectơ thì chúng ta có hay có nguyên lý chồng chất, tức là hợp lực hay là tổng hợp tất cả các cường độ, tức là điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra tại một điểm, tức là tổng hợp vectơ. Cho nên nhớ lại cái tổng hợp vectơ, tức là cộng hai vectơ, quy tắc hình bình hành. Thầy nói luôn liên quan đến lực nha, tức là quy tắc hình bình hành quy tắc hình bình hành là một cái vật chịu tác dụng của hai lực chẳng hạn, hoặc là khi tóm lại là tổng hợp hai vector. Thầy giả sử đây là vector F1, vector F2, thì tổng hợp hai vectơ này thì chúng ta tổng hợp theo quy tắc hình bình hành sẽ dựng hình bình hành. Dựng hình bình hành sao cho gì? Sao cho cái F tổng hợp nó là đường chéo của hình bình hành tạo bởi hai anh này.
Thầy gọi alpha là góc hợp bởi F1 và F2. F1, F2 thì ta có vector F bằng F1 cộng với F2. Chúng ta có thể nhớ công thức tính độ lớn như sau. Bình phương hai vế lên thì ta sẽ có F bình phương bằng F1 bình phương cộng F2 bình phương cộng 2 lần F1 nhân với F2. Anh kia là vector bình phương thì bằng luôn độ lớn của vector đó bình phương. Ok. Thế thì anh này là tích vô hướng thì ta có thể viết được như sau. Có lẽ thầy viết lên đây. Thầy sẽ có F bình phương bằng F1 bình phương cộng F2 bình phương cộng 2 lần F1, F2 cốt góc alpha. Alpha là góc hợp bởi F1 và F2. Quan trọng là ta có những nhận xét gì từ biểu thức này. Ta có nhận xét đầu tiên là F tổng hợp chạy trong khoảng từ F1 trị tuyệt đối F1 trừ F2 đến F1 cộng F2. F1 cộng F2. Đây là giá trị nhỏ nhất, anh này là giá trị lớn nhất. Thực ra là dựa vào biểu thức này, khi cos alpha đã bằng -1 là nhỏ nhất thì là bình phương của một hiệu khai căn bậc 2 thì nó phải là trị tuyệt đối. Còn lớn nhất khi cos alpha nó bằng 1 thì là bình phương của một tổng khai căn bậc 2 là F1 cộng F2. Tức là anh này tương ứng với trường hợp là F1 cùng phương ngược chiều với F2, đúng không? Thì lực tổng hợp là nhỏ nhất, F min bằng bao nhiêu? Bằng trị tuyệt đối của F1 trừ F2, đúng không? Còn trường hợp này là F1 cùng phương cùng chiều với F2. Thế lúc này ta sẽ có F max bằng F1 cộng F2. Như thế cái giá trị của lực tổng hợp không bao giờ vượt quá hay là ra ngoài cái khoảng này. Ví dụ có hai lực, một lực là 5 Newton, một lực là 9 Newton thì không thể có lực tổng hợp nhỏ hơn 4 Newton và không bao giờ lớn hơn 14 Newton được. Ok. Tiếp tục, trường hợp đặc biệt thứ ba là khi F1 vuông góc với F2 thì ta sẽ có, thực ra anh này chuyển thành hình chữ nhật sử dụng Pythagore. Hay nói khác là vuông góc thì cốt 90 độ nó bằng 0, cho nên ta sẽ có F bình bằng F1 cộng F1 bình cộng F2 bình. Vậy F sẽ bằng căn bậc 2 F1 bình phương cộng F2 bình phương. Bạn nào trí nhớ kém thì tốt nhất nhớ mỗi công thức tổng quát này thôi. Thế thôi, còn anh này là suy ra mà. À, như vậy thầy đã trang bị cho chúng ta những công cụ toán học cơ bản, đặc biệt là những kiến thức vật lý có liên quan của lớp dưới lên lớp 11 để chúng ta học tốt chương 1 điện tích điện trường. Chúc các em tự tin chinh phục các kiến thức liên quan đến chương 1 một cách nhẹ nhàng nhất. Bài chia sẻ của thầy đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các em.